cuối đường đó. Nhà có hành, có tiêu. Xin chào các cô chú và các bạn. Hôm nay Linh mới đi chợ mua nửa ký cá chả cá về đặng cuốn lá nhào, hấp lá nhào nha các bạn. Chả cá hấp lá nhào. Rồi các bạn đi theo chân của Linh coi Linh chế biến như thế nào nha. Linh đi chợ Linh mua được nửa ký cá nè các bạn. Cái này là Linh chuẩn bị tiêu, nước mắm. Đây là hành lá nha các bạn. Ớt, tỏi với hành tây, củ hành tím nè, đặng lát Linh cắt vô Linh trộn chung với cá. Đây lá nhào Linh chuẩn bị đặng lát gói, đặng mình hấp nha các bạn. Cuốn lá nhào, chả cá cuốn lá nhào đặng hấp. Tím đặng ấy đặng trộn vô trong cá nha các bạn cho nó thơm. Này lát mình trộn vớt trong chả cá. Hết hành lá các bạn. Cái này Linh sẽ bỏ vô nha các bạn, bỏ vô chả cá đặng Linh tán ra. Tán ra cho nó dai nha các bạn. Giờ Linh trộn lên các bạn, trộn đều lên xong rồi bắt đầu Linh tán. Linh cho tí nước mắm vô nha các bạn. Tí này Linh bầm cái Linh không có xay. Nó vừa con nửa vừa hộp này kia nó ngon các bạn. Tiêu càng nhiều càng tốt, nó thơm ngon. Nó cho miếng đường vô các bạn. Gia vị xong rồi bắt đầu cái tán cho cá với gia vị cho nó đều các bạn. Vì Linh tán cá xong rồi các bạn, nó dai rồi đó, nó đều. Rồi Linh chuẩn bị lên cuốn lá nhào nha các bạn. Lá nhào xong rồi mình hấp. Lá nhào nó non ghê luôn các bạn. Lá nhào nhiều cuốn lá nhào ăn nó ngon. Đây mình lấy một ít gì nè các bạn, mình lấy nhiều quá cuốn cái lá nhào nó bị xì vậy các bạn. Không, ý là Linh lấy vậy mà nó còn bị xì. Hai cái đầu này nè, các bạn sẽ ấy trở lại, che cái lá gấp lại, cái này nó xì vậy các bạn. Nãy cuốn đầu ấy là Linh ấy ít để mà nó không bị xì nữa đó. Các bạn thấy nó xì không? Xì hai đầu là các bạn phải ấy hai cái đầu vô, cho nó đừng có xì cá ra. Hai cái đầu này các bạn. Đó, các bạn sẽ gấp vô bên đây nữa. Nhào ngon ngon ghê luôn các bạn. Này có hành, có ớt, có tiêu rồi kia ha. Ngon. Các bạn nhét nó vô. Cái thôi nó xì ra. Ý là Linh dứt cái chút đó mà nó còn xì hai đầu nữa ha. Linh ngồi nãy giờ, Linh ngồi trầm hãm á, mỗi giờ ở giờ ngồi bẹt nhiều ba bệnh. Rồi, nhét nó vô. Xong rồi các bạn, giờ Linh sắp vô để chuẩn bị hấp. Hấp rồi mình lát mình ăn cơm nha các bạn. Hôm nay Linh làm món chả cá cũng như là hấp ăn cơm.
Có bạn nào ăn thử món này chưa? Cái lá nhào này nè, mình xào nó đắng luôn, còn mình hấp ăn nó ngon lắm các bạn. Xào ăn rất là đắng luôn các bạn, nó đắng giống như là lá xào đâu, nó đắng như mật gấu vậy. Nhưng mà các bạn làm giống như Linh nè, hấp ăn thử ngon lắm. Rồi Linh sắp khi nồi xong rồi, bây giờ Linh lại chuẩn bị mình đi lên bếp mình hấp. Giờ Linh mời bếp mình chuẩn bị lên hấp nha các bạn. Tại vì cái bếp của Linh bây giờ bật không có được nữa, giờ là mồi quẹt. Wow, mồi chín ngon quá các bạn. Giờ Linh gấp ra chuẩn bị ăn nha các bạn. Đây ồn màu huyền phức lắm các bạn ơi. Các bạn vô xem nhé, phong cảnh niềm Linh nha. Chín ngon quá các bạn. Nãy Linh gói tới ba mươi mấy cuốn rồi đó các bạn. Nửa cái cá đang nóng đó, giờ tắt bếp ấy, xách ra dĩa rằng mình ăn cơm các bạn. Cái này mình chấm nước mắm trong, ngon quá các bạn ơi. Linh xin mời các bạn cùng ăn cơm với Linh nha. Giờ mới nấu xong các bạn ơi. Mời các con chú các bạn cùng cơm với Linh. Hôm nay mình ăn món lá nhỏ hấp thơ ăn chả cá. Chả cá chắc ngon lắm. Ăn thử đi. Đó giờ Linh mới làm nữa các bạn. Ăn thử ngon ngon. Tại vì đậu hỏm mới lên xào ăn được, ấm được lắm. Mà mới hấp thơ lắm. Ngon. Thôi nhẫn nhẫn luôn. Ngon mà. Nó cũng dư không? Vâng. Cũng hoài hả? Ừ. Nó mỉm mỉm các bạn. Cái này nó ngon. Cảm ăn thử ngon. Nó cái ngỗ nó mỉm mỉm hoài. Còn xào, nó đắng như lắm. Linh xào như lắm cũng được. Đắng quá đắng. Đắng như mật gấu. Hấp ngon. Ngon quá. Đồ ăn món lạ vậy ngon. Nửa ký Linh cuốn rồi, được ba mươi mấy cuốn rồi. Đó giờ Linh mới làm. Thôi à. Đi đâu? Đi. Đi nhau. Ngon lắm. Quá ngon rồi. Mỉm lại ra ăn thử ngon. Nó có cái hậu nó nhẫn 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 lắm. Củ qua hề. Ăn nhẫn nhưng mà ăn vô hậu nó ngọt. Ừ, ngon. Nó có ngon lắm. Nói chung mình ăn bắn này nó bổ hơn, thuốc mình thuốc hơn. Hấp ăn được. Hấp ăn được. Xào đắng quá. Xào đắng quá. Xào đắng lắm các bạn. Là hổm Linh xào giờ thịt ớt á, cuối cùng ăn được đắng quá đắng xào ăn không nổi. Thế như mình xào là mình ăn tưởng tượng là nó nắng giống cỡ giống như là lá xào đâu ngang ngang nữa ngang nữa nhưng mà hấp nó ngon. Rất ngon quá. Xào càng xào càng đắng. Hấp ngon á, ngộ ha. Hấp nó không cay. Nó đắng, nó nhẫn nhẫn. Ngon quá. Lá nhào muốn đắng là lá non á, ít đắng hơn lá già. Lá già nó đắng. Tùy theo các tùy theo người làm cái á. Xào cũng bẻ lá non nữa. Mỗi cái làm gì nó kỳ với cái xào á các bạn. Xào nó đắng luôn. Hấp thì ngon quá. Sáng lên cậy chợ mua nửa cái cá. Chả cá
Về cái bắt đầu Linh mua thịt, Linh bằng trộn vô chả cá với thịt trộn chung. Thịt thơm mà ngon ha. Thơm, phải thơm mùi tiêu nè, ớt này đủ vị á. Tiêu, hành, củ hành tím, hành lá, nước mắm, ớt đủ gia vị đó rồi. Sao? Sức mà hồi đã. Đã ăn nè, ăn này mát đi cực kỳ luôn. Ngủ đắp bàn đâu hả? Mát ngủ đắp lên đâu mà thơm nè. Đó thêm phú đi các bạn, thêm phú nó cái nào nữa thôi. Lên thấy ra nghiên cứu nhiều, anh nãy nghiên cứu có anh Linh sợ sáng mua cái về theo nó hỏi làm gì, nói giờ cuốn lá nhào hấp tay chả cá cho Linh á, đắng ăn nổi không có nên chứ không đắng đâu, xào mới đắng. Rồi lợt hởm á, có công nghe lợt hởm Linh có làm ăn ở trong nhà hai đứa ăn được. Trước á là Linh làm lá hấp với lá nhào Linh có ăn rồi, cho nên là cái này làm nước cho các bạn xem ngon lắm các bạn. Có đắng không? Không đắng nhưng mà hậu nó ngọt nhẫn nhẫn. Ừ. Đắng mà kêu người ta kêu đắng nhẫn nhẫn được, người kêu đắng kêu nhẫn. Giống như hủ qua hầm ngon. Nửa ký 30 mấy cuốn. Ăn dừa ha. Ừ. Ăn nhiều súp mà hôi. Ngon. Các bạn ơi, giờ mình Linh cũng ăn hết chén cơm rồi. Bây giờ Linh cũng xin phép kết thúc video. Các bạn hãy nhớ ký kênh, like, chia sẻ Linh nha. Nhấn chuông nhận được video mới nhất các bạn. Bye bye các bạn.